Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 25 tháng 9 tại Nhà Thiếu Nhi tỉnh Hưng Yên đã diễn ra chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí lần thứ nhất năm 2020. Trong đêm chung kết, 10 tiết mục đã được các tài năng nhí thể hiện có nhiều sáng tạo. Mặc dù các em đều còn rất nhỏ, ở độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi, kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về em Nguyễn Minh Ngọc 10 tuổi, trường tiểu học Văn Giang với tiết mục nhảy hiện đại. Giải nhì được trao cho em Nguyễn Trần Phương Nhi ở thành phố Hưng Yên với ca khúc Mẹ Yêu Ơi. Có hai em đồng giải ba là Lương Diệu Anh và Nguyễn Nam Phong, còn lại là các giải khuyến khích. Tìm kiếm tài năng nhí là cuộc thi do Nhà Thiếu Nhi tổ chức nhằm phát hiện những hạt nhân làm nòng cốt cho hoạt động nghệ thuật của phong trào thiếu nhi tỉnh.